Lam Sơn 18 đang là đội bóng xếp ở vị trí cuối cùng ở trên bảng xếp hạng Thái Lan thì mới chỉ có được 2 điểm sau với 2 trận hòa và chưa có bất kỳ một chiến thắng nào đến từ tân binh của Thái Lan mùa giải năm nay. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì Lam Sơn 18 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái vạch nhỏ của quý vị và các bạn. PC 22 Diamond chúng ta đang theo dõi. Ngoài ra còn có trận đấu giữa Mạnh Linh và Lucky Thanh Hà. Dứt điểm. Cú đá đầu tiên thực sự nguy hiểm của trận đấu đã thuộc về PC 22 Diamond. Cú dứt điểm là của Nam Seoul. Nam Seoul khá tốt. Cá ngang dứt điểm. 1-0 dành cho PC 22 Diamond. Và là bàn của Long Lắc. Bàn thắng khá dễ dàng của Long Lắc. Một pha bóng hơi mất tập trung của hàng phòng ngự đội bóng Hoa Hồng. Nam Xếu đã thoát xuống rất tốt ở đáy biên. Rồi sau đó càng ngang vô cùng thuận lợi sang cho Long Lắc. Khánh Dêm. Cú đá khá căng của Khánh Dêm. Anh Tuấn. Tình huống chạm bóng của thủ môn Thanh Tùng. Không được. Phản công dành cho PC 22 Diamond. Long Lắc. Chí Tùng gọi đối mặt. Huy Hoàng vừa rồi đã băng ra khá tốt. Rất nguy hiểm. Để chơi tấn công. Quang Trường. Xuống đáy biên tốt. Hoàng Dũng. Khánh Dêm. Rất nguy hiểm không vào. Người vừa có mặt trong khu vực cấm địa của Lam Sơn 18 là Hùng Tẻo. Anh Tuấn. Rất nguy hiểm đánh đầu. Cú đánh đầu là của anh Tài. Đường chuyền không tốt của Chí Tùng rất nguy hiểm. 1-0 dành cho Lam Sơn 18. Phá bóng vô cùng bất ngờ. Và là bàn là của anh Tài. Sai lầm của Chí Tùng. Không thể tin được là Chí Tùng lại có một pha chuyền bóng như vừa rồi. Không một ai lao vào tạo ra áp lực. Nhưng đường chuyền của Chí Tùng là quá cầu thả. Anh Tài cũng đã đánh hơi tình huống vừa rồi. Tuyệt vời để băng vào. Rất nhanh. Một bàn gỡ hòa hết sức may mắn của Lam Sơn 18. Sai sót của hàng thủ đối phương. Và đó là pha sai sót của cá nhân Chí Tùng. Và đúng lúc này thì trọng tài đã đổi còi khép lại 30 phút đầu tiên của hiệp 1. Đến lượt trận cuối cùng này thì đang không xảy ra điều như vậy. Và chạy cắt mặt dứt điểm khá nhanh của anh Tài. Trung Hòa dứt điểm chân trái. Cú dứt điểm bằng chân không thuận. Và đã nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Cú đá của Chí Tùng. Sút khá căng. Chúng ta cùng xem lại cú sút xa này của Chí Tùng. Chí Tùng có thể dứt điểm. Cú đá vẫn không đi trúng đích của Chí Tùng. Vừa có thêm một cú đá nữa của đội bóng Hoa Vàng. Người dứt điểm là Nam Seoul. Bóng đã nằm gọn trong tay của Huy Hoàng. Đấu ở lượt cuối này đang đều có kết quả hòa. Đường chuyền tốt của Long Lắc dứt điểm. Cú đá rất tốt và tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho PC 22 Diamond. Người ghi bàn là Khánh Dân. Xuất phát từ một pha phạt góc không thành của đối phương. PC 22 Diamond đã phản công quá sắc. Cú đá chéo góc tuyệt vời của Khánh Dân. Chúng ta cùng xem lại tình huống kiến tạo của Long Lắc cho cú đá của Khánh Dêm. Long Lắc. Chân trái của Long Lắc. Khắc Thái tranh chấp rất hay. Khắc Thái rất hay. Khắc Thái côi. Bàn thắng tuyệt vời của Khắc Thái. Tỷ số là quân bình là 2-2 dành cho Lam Sơn 18. Điểm tung lưới của Lam Sơn 18. Và xử lý rất khôn ngoan, bình tĩnh.
có sự nắn nót chuẩn xác và cú đá cuối cùng là không thể cản phá. Và bằng da ngăn chặn tốt của Huy Hoàng, không hề có lỗi. Đinh tay, cánh trái, Khánh Sơn không vào. Khánh Sơn, một pha dứt điểm khá táo bạo của Khánh Sơn. Đánh đầu, đánh đầu không có gì nguy hiểm với Huy Hoàng và có lẽ là đã hết. Và đúng lúc này trọng tài đã đổi còi khép lại trận đấu cuối cùng của vòng 5. Kết quả cuối cùng, Lam Sơn 18 đã cầm chân PC 22 Diamond với tỷ số 2 đều. Hai lần PC 22 Diamond vươn lên một dẫn trước nhưng Lam Sơn 18 đều gỡ hòa và chính thức khép lại giai đoạn 1 với 3 điểm. Họ vẫn sẽ đứng ở vị trí cuối bảng nhưng chắc chắn 3 điểm có được sau 5 vòng đấu đầu tiên sẽ là tiền đề để Lam Sơn 18 chuẩn bị cho giai đoạn 2.